Xin chào các bạn. Hóa chất thiết hại chloride là gì? Chúng có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Chúng ta cần lưu ý điều gì khi sử dụng và bảo quản hóa chất này? Tất cả sẽ được Viettel giải đáp qua nội dung video ngày hôm nay, cũng như giới thiệu đến bạn một địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng, giá tốt nhất. Những điều cần biết về hóa chất thiết hại chloride. 1. Thiết hại chloride là gì? Thiết hại chloride là hóa chất công nghiệp vô cơ có dạng tinh thể màu trắng. Công thức hóa học SnCl2. Hóa chất thiết hại chloride thì có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Hiện nay Viettel đang cung cấp hóa chất thiết hại chloride cùng nhiều loại hóa chất khác cho nhiều đối tác và khách hàng lớn trong nước như Samsung, Meco, EVN. 2. Những ứng dụng của hóa chất thiết hại chloride trong cuộc sống. Dung dịch thiết hại chloride chứa axit chlorhydric được sử dụng để mạ thiết cho thép để tạo ra các sản phẩm sắt tây. Trong dệt nhuộm, SnCl2 được người ta dùng như là một chất cầm màu. Làm chất xúc tác trong các phản ứng hữu cơ, thành phần xúc tác trong sản xuất nhựa dẻo. Dùng trong tráng gương, sản xuất thủy tinh, kính, thuốc trừ sâu, diệt nấm. 3. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản hóa chất thiết hại chloride. Bảo quản thiết hại chloride ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp. Khi tiếp xúc, cần mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, gồm quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày ủng. Năm 2022, Viettel vinh dự đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á và top 10 thương hiệu nổi tiếng uy tín đất Việt. Hiện nay, kho hóa chất của Viettel với diện tích hơn 70.000m2 đáp ứng được các tiêu chí về an toàn lưu trữ, được giám sát theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 14001-2015, đảm bảo hóa chất được bảo quản an toàn, chất lượng luôn ở mức tốt nhất. Viettel hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0826 010 010 hoặc truy cập vào trang web viettel.com.vn.